Sáng ăn cơm chưa? Ăn. Thế ăn mì tôm ấy nhá. Ừ. Thế tí cháu cho nhá. Ừ. À. Nhưng mà từ từ đã. Ăn ăn mì đã nhá. Ừ. Đã bụng nước rồi. Ăn một quả trứng hay hai quả? Hả? Một quả thôi. Tí đập vào kia. Ăn hai gói mì tôm em một. Một nhá, cái hai quả. Hả? Một quả thôi. Tí đập vào kia. Ăn hai gói mì tôm em một. Một nhá. Một mì tôm. Hả? Một quả thôi. Tí đập vào kia. Ăn hai gói mì tôm em một. Một nhá. Một mì tôm một trứng nhá. Từ từ có bỏng xuống nha. Ăn hết đi xong rồi cháu trở lại đó. Có no không? Đâu rồi. Hay làm gói nữa? Không ăn đâu. Không ăn gì. Thế lấy cháu cho họ về, mang về nhá. Rồi. À. Cho cả quả trứng nữa nhá. Rồi. Đây cho tí bóng. Đây, mì tôm. Mang về sáng mai ăn. Thế có lấy loa không? Cho đấy. Luôn. Đấy, loa đấy. À. Thế trưa nay có thịt ăn chưa? Có thịt rồi. Làm gì có.
Thế cho tiền qua quán mua thịt nhá. Lấy tiền. Đây. Đây. Qua quán mua thịt luôn, chưa về ăn nhá. Đây vác về nghe nhá. Để cuốn dây cả thạn vào. Kia lấy cái đầu rồi. Hả? Cái kia. Lấy đầu nào? Đủ đĩa ống ấy. Rồi cho cái đầu. Cứ ai cho cái đầu với hai cái loa. Có cái đầu rồi mày.
Thank you.